Trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, kéo theo đó là đòi hỏi ngày càng cao ở trình độ kỹ thuật của người lao động, nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Do đó, nhiều năm trở lại đây, đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư phát triển giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học liên kết với các đơn vị đào tạo quốc tế để phát triển nhân lực chất lượng cao. Và với chương trình đào tạo cấp bằng quốc tế, sinh viên tại thành phố Cần Thơ hiện ngày nay sẽ có cơ hội tiếp cận những công nghệ mới, những chương trình tiên tiến và có thể tham gia vào đội ngũ nhân lực chất lượng cao để phát triển không chỉ khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long mà còn tham gia ở thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới. Xác định sứ mệnh của một chương trình đào tạo quốc tế là đưa nền giáo dục tiên tiến đến với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 2 năm ra mắt tại Cần Thơ, chương trình liên kết giữa Đại học Greenwich với tổ chức giáo dục FPT đang tiếp tục phát triển và ngày càng mở rộng về cả quy mô và tầm vóc. Chương trình liên kết giữa Đại học Greenwich với tổ chức giáo dục FPT hình thành trên cơ sở liên kết giữa Đại học Greenwich, Vương quốc Anh và tổ chức giáo dục FPT từ năm 2009. Đến nay đã hơn 14.000 sinh viên từ 12 quốc gia trên thế giới đã và đang theo học. Đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo được kiểm định bởi các chuyên gia của Đại học Greenwich, Vương quốc Anh. Do đó, việc học tập tại đây gần như không có sự khác biệt so với khi học tập tại Đại học Greenwich, Vương quốc Anh. Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng từ Đại học Greenwich, Vương quốc Anh cấp có giá trị toàn cầu. Sinh viên sẽ được trải nghiệm trong môi trường giống như du học với giáo trình quốc tế cùng đội ngũ giảng viên và sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, các ngành học đều là thế mạnh của Greenwich Vương quốc Anh, đồng thời cũng là những ngành hot tại Việt Nam gắn với nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước như quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị truyền thông, quản trị sự kiện, công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa. Từ những cái buổi workshop của trường tổ chức thì em cũng đã thấy là mình có một cái khả năng làm việc nhóm tốt hơn, nhanh nhẹn hơn và bản lĩnh hơn rất là nhiều. Và ngoài những cái kỹ năng chuyên môn ra thì bạn cũng cần phải có những kỹ năng ứng xử và kỹ năng mềm, vì điều đó rất là có lợi cho những cái lúc mà bạn đi làm á, thì bạn sẽ thích nghi được môi trường làm việc rất là nhanh chóng và hiệu quả. Trường cũng được chọn làm điểm đến của Tổng lãnh sự Anh hồi tháng 10 năm 2020 vừa qua. Qua đó, trường đã tiếp thu ý kiến của Tổng lãnh sự liên tục cải thiện chương trình đào tạo, nâng cao trải nghiệm và trao dồi kỹ năng cho người học, góp sức trong công cuộc phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao tại Việt Nam. I'm delighted to see the continued progression and development of UK programs in Vietnam, including through the University of Greenwich and their presence here, which is a model of UK transnational education cooperation in Vietnam. International education is essential to enabling the graduates of today to thrive in the modern digital age and to develop genuinely global perspective. Chương trình liên kết giữa Đại học Greenwich và tổ chức giáo dục FPT triển khai nhiều gói học bổng hỗ trợ người học, trong đó phải kể đến gói học bổng hỗ trợ nguồn nhân lực miền Tây Nam Bộ, giá trị 30% tổng học phí. Đây là nỗ lực từ nhà trường để các em học sinh trong khu vực có thể dễ dàng tiếp cận với chương trình giáo dục đến từ các quốc gia phát triển như Anh Quốc.